Dù sự nghiệp ngập tràn ánh hào quang, nhưng Lương Trừ Vĩ lại có lối sống khá giản dị. Anh rất ít khi lui tới những bữa tiệc giải trí và thường tận hưởng những phút giây riêng của mình bằng những thú vui riêng. Ngày hôm nay hãy cùng VGT tìm hiểu Lương Trừ Vĩ, ảnh đế số 1 của làng giải trí Hồng Kông. Trong Vô Gian Đạo, Lương Trừ Vĩ đã để lại một vai diễn vô cùng ấn tượng. Vẫn ánh mắt nhìn xa xăm như một tàn kiếm hiệp khách trong Anh Hùng của Trương Nghệ Mưu, vẫn gương mặt gầy gò rất khéo che giấu cảm xúc giằng xé nội tâm như Tâm Trạng Khi Yêu, đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim Cannes 2000. Tuổi thơ nhiều biến cố của Lương Trừ Vĩ. Sinh ra và lớn lên tại Hồng Kông, Lương Trừ Vĩ từng trải qua tuổi thơ không mấy êm đẹp khi luôn phải chứng kiến gia đình lục đục. Năm anh lên 8, người cha bỏ đi sau một thời gian dài nghiện rượu và cờ bạc, anh sống cùng với mẹ và em gái. Từ nhỏ, anh đã là một đứa trẻ ít nói, trầm lặng hơn hẳn so với các bạn đồng trang lứa. Sau cú sốc vì cha bỏ đi, Lương Trừ Vĩ càng thu mình hơn, anh tự cô lập bản thân để không phải giao tiếp cùng mọi người. Năm 15 tuổi, anh đành gác lại việc học tập vì kinh tế gia đình không cho phép, anh làm thêm nhiều việc để phụ giúp mẹ. Những ngày tháng cơ cực ấy đã góp phần không nhỏ hình thành nên tính cách và cuộc đời Lương Trừ Vĩ, mở đường cho sự nghiệp diễn xuất sau này. Bởi tính cách hiền lành và thiên về tình cảm nên Lương Trừ Vĩ từ thuở nhỏ đã rất ngoan ngoãn và gắn bó với mẹ. Đối với anh, mẹ luôn là một người anh hùng vĩ đại. Chính bà đã một tay gồng gánh nuôi dạy các con khôn lớn. Những bước chân đầu tiên cùng diễn xuất. Diễn xuất luôn là giấc mơ lớn nhất cuộc đời Lương Trừ Vĩ. Mặc cảm gia đình khiến anh sống khép kín và không chia sẻ với ai điều gì. Chỉ có diễn xuất mới giúp anh bộc lộ cảm xúc thật sự của bản thân. Năm 1982, anh cùng Châu Tinh Trì đăng ký khóa đào tạo diễn viên của TVB. Sau khi tốt nghiệp và góp mặt trong chương trình Máy xuyên thời gian 430 do TVB sản xuất, Lương Trừ Vĩ trở thành gương mặt sáng giá của truyền hình Hồng Kông thời bấy giờ. Hai năm sau đó, anh nhận vai chính trong bộ phim Lộc Đỉnh Ký, nhanh chóng tạo được tiếng vang lớn. Đến năm 1985, anh tiếp tục thành công khi đóng chung với Trương Mạn Ngọc, Quan Lễ Kiệt trong Tân Trác Sư Huỳnh. Sự nghiệp diễn xuất của anh lên như diều gặp gió. Hàng loạt các bộ phim ăn khách đều ghi dấu ấn của anh như Ỷ Thiên Đổ Long Ký 1986, Hiệp Khách Hành năm 1986, Song Trùng Kỳ Hiệp 1988. Cái tên Lương Trừ Vĩ từng bước vượt lên chiếm lĩnh thị trường phim truyền hình thập niên 1980. Năm 1989, Lương Trừ Vĩ quyết định chia tay TVB để tìm kiếm những thử thách mới ở mảng phim điện ảnh. Cũng chính từ đây, anh bước đến gần hơn với danh hiệu một trong những diễn viên xuất sắc nhất mọi thời đại. Anh Hùng Nhân dân 1989 và Là Thủ Thần Thám 1992 là hai vai diễn đầu tiên giúp Lương Trừ Vĩ tạo dấu ấn trên màn ảnh rộng. Nhưng Bi Tình Thành Thị 1989 mới là tác phẩm đưa tên tuổi anh vươn đến tầm thế giới. Bộ phim đã đi vào lịch sử điện ảnh Hồng Kông khi đoạt giải Sư Tử Vàng tại Liên hoan phim Venice. Bi Tình Thành Thị còn được bình chọn là phim xuất sắc nhất trong lịch sử 100 năm của điện ảnh Hoa ngữ, tạo tiền đề cho bước đi tiếp theo của Lương Trừ Vĩ. Những năm tháng vươn lên đỉnh cao điện ảnh. Nhắc đến Lương Trừ Vĩ, không thể không nhắc đến đạo diễn Vương Gia Vệ. Cặp bài trùng đánh dấu một giai đoạn thăng hoa của nền điện ảnh Hồng Kông. Năm 1994, anh giành cú đúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông và Kim Mã sau khi tham gia bộ phim Trùng Khánh Xâm Lâm. Trùng Khánh Xâm Lâm còn được đánh giá là một trong những tác phẩm kinh điển nhất của điện ảnh châu Á, xếp thứ 7 trong danh sách những bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất thế giới mọi thời đại do tạp chí Time của Mỹ bình chọn. Cùng năm 1994, anh tiếp tục hợp tác với Vương Gia Vệ trong phim Đông Tà Tây Độc, tác phẩm để đời của vị đạo diễn tài hoa. Phim giành chiến thắng ấn tượng với giải đặc biệt từ ban giám khảo tại Liên hoan phim Venice. Một năm sau, anh lại ghi dấu ấn trong bộ phim Xích Lô của đạo diễn Việt Nam Trần Anh Hùng, gặt hái thành công với giải thưởng Sư Tử Vàng cho phim hay nhất tại Liên hoan phim Venice. Lương Trừ Vĩ vẫn đang miệt mài trên con đường diễn xuất, thỏa mãn niềm đam mê với điện ảnh. Năm 1997, anh tham gia Xuân Quang Xạ Tiết cùng với Trương Quốc Vinh, một tác phẩm nghệ thuật về đề tài đồng tính. Xuân Quang Xạ Tiết mang về cho Lương Trừ Vĩ giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã lần thứ 2, lọt vào danh sách đề cử tại Liên hoan phim Cannes.
bộ phim được đánh giá là một trong những tác phẩm hay nhất về tình yêu đồng giới mọi thời đại. Năm 2000, Lương Triều Vĩ đóng cùng Trương Mạn Ngọc trong Tâm Trạng Khi Yêu. Siêu phẩm của đạo diễn họ Vương giúp anh bộc lộ tài năng với thế giới, trở thành diễn viên châu Á đầu tiên thắng giải nam diễn viên xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Cannes. Bên cạnh đó, bộ phim còn mang đến cho anh giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã lần thứ tư. Tâm Trạng Khi Yêu trở thành một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của nền điện ảnh châu Á mọi thời đại, khiến cả giới phê bình quốc tế phải ngưỡng mộ. Hành trình miệt mài của Lương Triều Vĩ với màn ảnh rộng. Có thể nói Tâm Trạng Khi Yêu chính là dấu mốc quan trọng nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Lương Triều Vĩ, mang về cho anh hết thành công này đến thành công khác. Tên tuổi của anh vươn lên tầm lịch sử, cùng với bộ phim được CNN vinh danh là phim châu Á vĩ đại nhất mọi thời đại. Ngoài những giải thưởng chuyên môn, cùng năm 2000, Lương Triều Vĩ được tạp chí People của Mỹ bình chọn là người đàn ông châu Á hấp dẫn nhất. Anh được xướng tên trong top 10 nghệ sĩ của năm do tạp chí Time Asia bình chọn. Top 50 người đàn ông đẹp nhất do People bình chọn. Năm 2002, anh tham gia bom tấn Anh Hùng của đạo diễn gạo cội Trương Nghệ Mưu. Phim nhận được 2 đề cử dành cho phim nước ngoài xuất sắc nhất tại Oscar và Quả Cầu Vàng. Cùng năm, Lương Triều Vĩ đóng vai chính trong bom tấn Vô Gian Đạo, bộ phim thành công rực rỡ cả về chuyên môn lẫn thương mại. Tên tuổi của anh tiếp tục bay cao. Anh gần như không có đối thủ với hạng mục nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại các giải thưởng lớn nhỏ. Năm 2004, anh tái hợp cùng Vương Gia Vệ trong Căn Phòng 2046, lần thứ 5 đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Kim Mã, lập kỷ lục về số lần đăng quang ảnh đế trong lịch sử giải thưởng này. Thành công vẫn liên tục kéo đến. Bộ phim Sắc Giới 2008 hợp tác với đạo diễn Lý An thắng đến 7 giải quan trọng tại Kim Mã, tại giải thưởng điện ảnh Hồng Kông lần thứ 27. Chưa dừng lại, năm 2013, cặp đôi Lương Triều Vĩ - Vương Gia Vệ lại làm mưa làm gió với 12 giải Kim Mã, lọt vào danh sách đề cử phim nước ngoài hay nhất tại Oscar trong bộ phim Nhất Đại Tông Sư. Cho đến nay, Lương Triều Vĩ vẫn là ảnh đế số 1 của điện ảnh Hồng Kông. Anh là người duy nhất từng 20 lần lên ngôi ảnh đế, trong đó có giải thưởng tại Liên hoan phim Cannes danh giá. Sự nghiệp thăng hoa, đời sống tình cảm của nam diễn viên họ Lương cũng không có nhiều biến động, bởi suốt 30 năm nay, anh chỉ bên cạnh một bóng hồng duy nhất là Lưu Gia Linh. Bắt đầu hẹn hò từ năm 1989, Lưu Gia Linh và Lương Triều Vĩ đã bên nhau tròn 30 năm. Trải qua nhiều thăng trầm, biến động, họ đã bình yên hạnh phúc bên nhau cho đến thời điểm hiện tại. Mãi mãi một tình yêu với Lưu Gia Linh. Đứng trên đỉnh cao danh vọng, thường xuyên tiếp xúc với hàng loạt những bóng hồng. Thế nhưng trái tim Lương Triều Vĩ hướng về phía Lưu Gia Linh, mặc cho những sóng gió đã liên tục ập đến. Ác mộng xảy ra vào một ngày năm 1990, trên đường đi làm về, Lưu Gia Linh bị một đám côn đồ bắt cóc và làm nhục. Đây thực sự là cú sốc tinh thần khủng khiếp đối với Lưu Gia Linh. Lương Triều Vĩ khi đó đã phải dừng mọi công việc để ở bên an ủi, động viên cô vượt qua. Đến năm 2002, những bức ảnh khỏa thân và đoạn phim nhạy cảm của Lưu Gia Linh bị phát tán trên mạng, anh vẫn luôn túc trực bên cạnh người yêu, làm mọi điều có thể để giúp cô đứng dậy. Tình cảm mà Lương Triều Vĩ dành cho Lưu Gia Linh không chỉ dừng lại ở chữ yêu, nó còn là chữ thương, thương trọn một kiếp. Chính sự vĩ đại ấy của anh đã giúp Lưu Gia Linh tìm lại cân bằng trong cuộc sống, vượt qua khủng hoảng. Sau 19 năm gắn bó, ngày 21 tháng 7 năm 2008, cả hai đã tổ chức đám cưới tại Bhutan, Vương quốc của hạnh phúc, trước sự chứng kiến và chúc phúc của bạn bè và các ngôi sao nổi tiếng thời bấy giờ. Ở tuổi ngũ tuần, Lương Triều Vĩ đang tận hưởng một cuộc sống bình yên bên gia đình. Không có con, hai vợ chồng thường xuyên đi du lịch nhiều nơi, đồng hành cùng nhau trên mọi bước đường đời. Với nhiều nỗ lực vượt qua trắc trở, sự nghiệp lẫn cuộc sống viên mãn như hiện nay là món quà xứng đáng dành cho Lương Triều Vĩ. Mặc dù trải qua nhiều sóng gió và trắc trở, cặp đôi vẫn luôn hạnh phúc và bền chặt bên nhau. Giống như những cặp đôi vợ chồng giản dị khác, họ không phô trương, làm màu, không bon chen vào sự xô bồ, ồn ào của giới giải trí. Một người đàn ông vừa tài giỏi vừa chung thủy như Lương Triều Vĩ, xứng đáng là một tấm gương mẫu mực cho sự cố gắng không ngừng nghỉ, chuyên nghiệp trong công việc. Xứng đáng là ngôi vị số 1 trong làng ảnh đế của điện ảnh Hồng Kông. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên xem lại những video trên VGT để cập nhật những thông tin mới về giới giải trí. Đừng quên nhấn nút like cũng như đăng ký để ủng hộ nhóm nhé.